Xin chào mọi người, đã quay trở lại với kênh bếp nhà Trailing and Đặc Cấp. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với mọi người một món ăn mới, một công thức mới dành cho những ai yêu thích về cồi sò điệp. Đó chính là món cồi sò điệp xào với lại hạt điều. Nếu như mà các bạn có thấy thích món ăn này thì nhớ theo dõi video hướng dẫn của mình nhé. Về phần nguyên liệu của món này thì cũng khá là đơn giản. Ở đây thì mình có 200g cồi sò điệp. Tiếp theo là mình sẽ có ớt chuông, hành tây, 50g hạt điều, hành lá, tỏi với lại hành tím. Bây giờ thì mình sẽ đem đi ướp cồi sò điệp. Đầu tiên thì mình sẽ cho tiêu. Tiếp theo thì mình sẽ cho thêm khoảng nửa muỗng cà phê hạt nêm. Và mình cũng cho thêm một chút xíu muối nữa. Sau đó thì mình sẽ trộn đều cồi sò điệp lên để cho nó được thấm gia vị. Về phần ớt chuông cũng như là hành tây thì mình sẽ cắt thành những cái khối vuông khoảng chừng 2cm. Hành lá thì mình cũng sẽ đem đi thái nhuyễn. Về phần hành và tỏi thì mình cũng sẽ là băm nhuyễn luôn. Sau khi đã chuẩn bị hết các nguyên liệu xong thì bây giờ mình sẽ làm nóng chảo và cho một ít dầu ăn vào. Sau đó thì mình sẽ đem đi phi thơm hành tỏi. Đến khi hành tỏi của mình đã vàng và bắt đầu dậy mùi thơm thì mình sẽ cho sò điệp vào. Mọi người nhớ là đảo sò điệp đều tay nhé. Với lại sò điệp thì rất là nhanh chín, độ khoảng 4-5 phút là sò điệp của mình đã chín rồi. Khi sò điệp của mình đã chín thì bây giờ mình sẽ đem sò điệp của mình để ra một cái đĩa riêng. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục đi xào rau củ ở trên cái chảo này. Đầu tiên thì mình sẽ xào là hành tây, vì hành tây nó chín hơi lâu hơn so với các nguyên liệu khác. Chúng ta cứ đảo đều và xào cho đến khi nào mà hành tây của chúng ta trong lại, có nghĩa là hành tây của mình đã chín rồi. Bây giờ thì mình sẽ cho thêm ớt chuông vào và xào tiếp. Với phần rau củ này thì mình sẽ cho vào một muỗng canh nước tương, một muỗng canh dầu hào. Mọi người thì có thể nêm nếm lại cho phù hợp với khẩu vị của gia đình mình nhé. Mình sẽ đảo đều tay để cho rau củ quả của mình được thấm gia vị. Ớt chuông của mình thì chín cũng khá là nhanh, mình chỉ cần đảo đều trên lửa lớn cỡ khoảng 1-2 phút là ớt chuông của mình đã chín rồi. Bây giờ thì mình sẽ cho cồi sò điệp với lại hạt điều vào và đảo nhanh tay trên lửa lớn nha mọi người. Bước cuối cùng thì mình sẽ rắc thêm một ít hành lá để cho món ăn của mình trông hấp dẫn hơn, là món cồi sò điệp đã hoàn thành rồi. Món cồi sò điệp này nhìn trông rất là hấp dẫn và bắt mắt với nhiều màu sắc rất là đẹp. Và đặc biệt là cồi sò điệp thì ăn rất là thơm và có vị ngọt tự nhiên. Về phần rau củ thì được xào chín tới nên vẫn giữ được độ giòn và ngọt. Đặc biệt là hạt điều thì thơm ngon và bùi, làm tăng thêm hương vị cho món ăn này. Nếu như mà các bạn có thấy thích video này thì nhớ bấm nút thích cũng như là đăng ký kênh. Đừng quên bấm chuông để nhận được nhiều video hơn nữa trên kênh bếp nhà Trailing and Đặc Cấp nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau. Bye bye.